cười. Hôm nay có một cái bệnh nhân đến rất là mực cười lắm. Thực sự như là trong một người trong nghề làm đông y ấy, thì hiếm có cơ hội để gặp được bệnh nhân như thế này. Cách đây khoảng tầm 5 năm tôi gặp một bệnh nhân tự dưng đến chân tay nó co bóp này và tê bì hết này. Thì thông thường chúng ta đi học ở trường lớp chẩn đoán ngay là bệnh nhân này sẽ bị thiếu canxi, canxi huyết tụt. Cái chứng bệnh này nó sẽ gây tê và co bóp rất là nhiều. Lúc đấy thì khoảng tầm khuya rồi thì tôi mới đến, tôi bảo thuốc chết rồi, bệnh nhân nó co bóp này thì làm thế nào. Thì đêm khuya thì lúc hồi đấy thì chưa có xe cộ như bây giờ, thì tôi dùng kim để tôi châm hai huyệt dương lăng tuyển, lúc sau là chân tay nó nhã ra dần dần, cái chứng lên hết. Thì năm ngoái lại cũng gặp bệnh nhân cũng thế, thì cũng làm cũng một lần châm cứu của ngay. Thì hôm nay thì bệnh nhân này lại xuất hiện triệu chứng giống hệt như vậy, chân tay bệnh nhân tê bì rất nhiều mà nó co quắp. Thế thì bệnh nhân thì vừa đi ra mình bay xét nghiệm xong thì cho uống canxi, nó đều không giải quyết được vấn đề. Thường là chúng ta phải đi truyền canxi trực tiếp, bệnh nhân này chưa đến mức phải truyền co quắp như vậy. Thế liệu đông y có chữa được hay không? Thì trường hợp như vậy thì tôi sẽ trả lời chắc chắn là chữa được. Thế khi mà gặp những bệnh nhân như thế này thì xử lý như thế nào đối với các thầy thì thường sẽ rất là khó khăn, không biết là dùng thuốc như thế nào, dùng châm cứu như thế nào. Thế kinh nghiệm của tôi cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần châm hai huyệt dương lăng tuyển. Cô tên là gì nhỉ? Có Hiền bao tuổi nhỉ? 47. Nhà mình ở đâu? Nhà Đông Anh. Đầu tiên cô bị như thế nào? Đầu tiên đi làm thì nó chỉ bị, cứ thấy nó người nó cứ hơi hơi, mới đầu thì hơi tê tay. Dạ. Xong rồi nó cứ thỉnh thoảng nó cứ giật trong người. Dạ. Có co quắp này không? Thỉnh thoảng nó cứ giật như là, đúng lại không? Là nó cứ giật đau đau nhặng một cái thôi. Dạ. Thỉnh thoảng nó cũng hơi hơi tức tức, cứ đi được cứ tức ở bên sườn phải này. Dạ. Đi nhiều nó cứ tức. Cái hiện tượng tê thì nó có co cúm này không? Nó bây giờ nó tê đấy, nó tê nó toàn luôn tay nó quắp nó lại. Mấy con tay nãy thì xòe không xòe được. Người này làm nghề giữ bát thì tiếp xúc với lại lạnh nhiều, nước nhiều, nó gây cho bệnh này. Tôi thì hay nghiên cứu nhiều cái chứng bệnh buồn cười lắm, nó rất là lạ. Các trường hợp bên chân thì chúng ta châm hai dương tuyển, còn tay thì hai tay đều tê co quắp lại, hay là một tay cùng hai tay à. Trong trường hợp như này thì chúng ta châm thêm huyệt bát tả, nói chung là châm ít thôi, không là nó choáng. Nhưng mọi người không nên tham có làm gì. Đây chứng bệnh nó kỳ lạ vậy đấy. Thế nên là thấy trường hợp đặc biệt này quay lại ngay không này, ít cơ hội gặp. Còn tê bì do đốt sống cổ thì nó lại đơn giản hơn. Có đau không ạ? Hơi đau, mình đang tê bì. Cái này là do thầy thuốc chân khéo thôi, chứ cần bảo là tê bì không đau thì cái đó là không đúng. Nếu mà chúng ta châm mà không khéo, huyệt bát tà tay này đau lắm. Thầy thuốc cố gắng châm cho thật khéo. Rồi, ok. Như vậy là châm xong cái bệnh nhân này. Thì chúng ta giữ là bát tà và hai dương lăng tuyển, thập cốc, túi tâm lý, xin khúc chỉ, mắc mái cho bật đèn hồng ngoại tú cho ấm này. Cố gắng này nhá, có đau không? Êm nhỉ? Châm cứu là êm hả? Kêu máy đi. Mà để ai châm cứu này nhỉ? Chưa được cái mặt, chán rồi. Tôi rửa để cho mắt ra để trong nhìn gớm nhờ, cả thầy bạn chịu cũng là tiếng.